Tập pin codein là một phối hợp kinh điển đã có từ lâu rồi. Thì các bạn đặt câu hỏi là tại sao ho có đờm thì không nên úc chữa ho, vì đây là phản xạ tốt của cơ thể giúp tống ra ngoài. Và hầu hết các bạn bàn luận về ho đờm này không nên cho thuốc giảm ho. Vậy tại sao Austin chứa dextromethorphan ức chế ho mà lại chứa cả glycerin guaiacolate là chất lọc đờm? Hoặc giống như tập pin codein á, thì có codein là chất ức chế ho mà lại chứa cả tập pin hydrat là chất giải lỏng đờm. Vậy tại sao lại sản xuất như vậy? Lọc đờm mà không ho được rồi lọc làm gì? Để nó chui ngược lại phế quản phổi ha. Thực ra thì mình nghĩ các bạn đã hiểu nhầm. Mình sẽ nhắc lại các bạn về giải phẫu sinh lý. Ở trên phế nang và khí quản đều có được lót một chất nhầy bảo vệ gọi là chăn nhầy bao phủ phần lớn màng lót trên cây phế quản, thì nó có tác dụng là một là chống khô. Tại vì các bạn biết là mình cứ thở ra thở vào, thở ra thở vào thì có thể gây khô đúng không? Thì cái này là chống khô. Thứ hai là nó chống lại bụi bẩn và vi khuẩn. Nó có thể chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn. Các lông mao di chuyển lớp chất nhầy làm sạch. Thì các bạn cứ nghĩ là khi mà chúng ta có đờm á, thì nó sẽ được ho ra thì nó mới có thể chui ngược từ dưới này lui lên đúng không? Thực ra không phải vậy. Các lông mao di chuyển á, lớp chất nhầy làm sạch và đẩy lên tới tận hầu họng nữa. Và cơ chế đó chính là cơ chế mà làm sạch. Thì đây là lớp mông mao. Thì quay lại câu hỏi á, nếu mà lông đờm mà không ho ra được thì lông làm gì? Thì mình nghĩ á, là các bạn đang nhầm một điều á, là các bạn thấy tập pin nên các bạn nghĩ đây là chúng ta đang dùng cho trường hợp ho có đờm. Thật ra khi mà các bạn đã thấy codein á, thì đã biết là không nên dùng cho ho có đờm rồi, nên trường hợp này chúng ta không dùng cho ho có đờm. Nếu các bạn đưa cho người có ho có đờm là đã sai trong chỉ định thuốc rồi. Codein và các thuốc opioid á, nó làm giảm dịch tiết phế quản. Ví dụ như codein thì bản chất nó làm giảm dịch tiết phế quản rồi. Ngoài ra thì khoảng 10% codein được chuyển hóa qua gan qua CP450 mà chủ yếu là CP2D4, 2D6 á, thì nó sẽ chuyển hóa thành morphine, mà các bạn biết morphine cũng làm giảm dịch tiết phế quản nữa. Khi làm khô dịch tiết đường hô hấp sẽ làm tăng độ đặc quánh của dịch tiết và khó tống ra ngoài và có thể gây xẻ phế nang nữa. Các thuốc kháng cholinergic và kháng histamine H1 cũng có thể gây ra điều này vì nó cũng có thể làm gây khô dịch tiết đường hô hấp mà. Cho nên người ta mới phối hợp với tập pin codein. Cái chỗ này là làm tăng dịch tiết đường hô hấp, tăng nhiệt huyết phế quản, bù trừ lại tác dụng này của codein. Và cái chỉ định của thuốc này là ho khan chứ không phải là ho có đờm.